Anh vừa mới về mẫu Innova 2008 rồi bà con. Đâu đó loanh quanh tuần nửa Tết rồi anh em. Đây là một mẫu xe thích hợp gia đình, chuẩn gốc gia đình. Máy em này bao rin nha cô chú anh chị. Sơn xi đẹp, đồ chơi chủ nhà lên full kính rồi. Đây là từ cái cụm đèn sau của đời 2008 này. Chủ nhà mạng inox này, phía sau này. Mạng inox chữ Toyota này. Nước sơn đẹp nha. G xịn sẽ có cảm biến dê. Hồ sơ 75 Thừa Thiên Huế, chúng anh sẽ bao đúng hồ sơ cho anh em. Sơn thi sùng mình chất lắm. Kết hợp chủ nhà đã lên bề gác chân rồi. Trên là có 3 ga mui để anh em ràng đồ. Dòng mâm đúc nguyên bản của đời 2008 này. Xe hàng đẹp nha cô chú anh chị. Đây anh chị là gầm bọc ở trong rồi. Xe không có một dấu hiệu gọi là mục mọt nha. Chất xe này bao bà con cô bác đi tìm đối thủ luôn. Vỏ mới anh em. Đây là dàn vỏ nè. Dàn 4 và dàn vỏ đâu đó 70-75%. Chủ nhà đèn trước đã full led rồi. Kết hợp chúng ta sẽ có đèn gầm phía sau phía dưới nha anh em. Mặt ca lăng chủ nhà cũng lên là mạ chrome nè. Nha anh chị nha, mặt ca lăng mạ chrome mỏng này là nguyên bản không có một tí đồ chế luôn anh em. Hàng đẹp lắm, dán toàn bộ hệ thống phin cách nhiệt. Gia đình chuẩn gốc gia đình nha. Đăng kiểm tháng 4 năm 2024. Đây anh em coi nội thất tắp bi cửa nè. Nè. Đó bà con coi mới không? Đây là những cái vân gai nè, còn mới tinh là tắp bi nè. Tắp bi gia đình chuẩn nồi keo chỉ rin 100%. Xe không mất một phân chỉ nào. Tắp lô tắp bi trang bị màn hình Android. Xin chú ý. Đó, cam hành trình full hết toàn bộ, trên có một cái màn hình nữa nè. Ghế nội thất option rồi chơi vô full mấy chục chai nè. Anh chị coi cái vô lăng đẹp không? Đó, vô lăng ốp chở gỗ đẹp không? Quá đẹp, củ số cũng vậy. Ghế nội thất sạch sẽ lắm. Nè, keo chỉ hai bên gân cuốc đẹp nha. Xe hàng cọp chuẩn chu. Đây anh em nội thất nè. Đó, nội thất chủ nhà bọc ghế hai màu 5D dễ thương không? Dàn trần là dàn trần rin hết, một trước hai sau nha. Đó, đây là chuẩn gốc gia đình nha, không một ngày giờ dịch vụ taxi đâu. Nội thất option ở trong nè, bao phê cho anh em luôn. Đó, đi gia đình mẫu này quá chất. G tay nắm inox nè, ốp chở gỗ rồi mới keng tắp bi nè. Tắp bi vân gai cửa nè, hệ thống keo chỉ nè. Keo chỉ của em nó là nguyên bản, hệ thống khóa trên an toàn đầy đủ. Cái xe đẹp hay không anh em nhìn một phần gầm nè. Anh em mới gầm bệ không? Gầm bệ coi như là không có một tí gọi là mục mọt ở dưới phần gầm nha anh em. Vỏ mới như nhau luôn. Đây là phần cốp. Cốp khá đẹp. Bon điện rin hết. Ở phía sau nè. Nó tán cốp sau là chưa mở, chân anh tạ xe cho anh em, anh em biết từ xưa đến nay rồi. Không bao giờ mà tạ xe sai đâu. Xe nói chung đồng sơn nội thất đẹp từ 70 đến 75%. Anh em trải nghiệm tiếp tục phần khoang động cơ máy nhá. Để xem em này đi được bao nhiêu ngàn rồi nha cô chú anh chị. Đó, bà con thấy nước sơn chuẩn không? Xe này không mua thì mua xe dĩ. Nè, cái keo rin nè, keo cua dè là gầm ở trong nè. Gầm thường thường xe mà chạy nhiều á, đã nay mục ghi đây nè. Xe này không có một vết mục luôn. Đây option nội thất ở trong anh em. Nói chung là bốn cánh cửa tắp bi, không có điểm chê. Keo là keo rin hết toàn bộ. Tem. Tem 1, tem 2 còn nguyên hết. Ghế nội thất sạch sẽ anh em thấy đẹp không? Nói gia đình đó. Lên cái vô lăng giả gỗ nè, đẹp không? Quá chất đẹp luôn anh em. Tiền không cái vô lăng này đó. Đi được 92.000 rồi. Xe chính chủ luôn nha. Mà hồ sơ chừng anh bao rút, tại vì xe này ở Thừa Thiên Huế nó hơi xe thì bắt buộc bên chừng anh sẽ bao rút. Cái thứ ba coi côn ga số nó còn nguyên nè. Côn ga số nguyên hết. Keo chỉ trong nách từ tán bên lường hai bên hông tôn không có dấu hiệu mở luôn. Nó có chỗ này nó có dây cô loa, nó hơi, cái bạch đèn nó hơi kêu. Này chừng anh đi thay cái bạch đèn. Bạch đèn của đi ra mua sạc nó hơi bị kêu. Rửa nước á nó bị chết cái bạch đèn, nó kêu tí xíu không sao. Xe này chừng anh đi thay bạch đèn. Mặt nắp cam cò có canh chỉnh nhẹ, còn ngoài ra máy số rin hết chưa làm. Nha cô chú anh chị. Bên chừng anh dọn đẹp không? ABS đầy đủ các tính năng, hai bên lường đẹp, không có đâm va lỗi lầm. Và đây là dàn xương đầu của em nó theo xe nha cô chú anh chị. Đó, sạch sẽ, đèn, đi đôi đèn mới lắm. Sạch chưa? Có gia đình thì lấy mẫu này chạy. Chúng ta có hệ thống boe, cảm biến gió đầy đủ các tính năng. Đường co nước chưa mở thì không có dấu hiệu là máy đâu. Anh em thấy không? Đường co nước chưa mở nha. Mặt nắp cam cò chạy qua thời gian 5 tháng. Xì nhớt người ta thay ron đầu. Ron đầu của mặt nắp cam cò là bình thường. Cho nên em nghĩ 2008 cả mười mấy năm rồi, cho rin hết cả con ở đâu ra. À, cách nước nè. À, anh chị nè, két nước sạch sẽ, chủ nhà cũng bảo dưỡng két nước luôn, chủ nhà thay két nước mới. Không phải thay két nước mới mà nó bị thổi ron đâu, nhiều khi két nước người ta chỉ cần bị xì đường nước ra là người ta thay.
À, nước chạy nhiệt màu đỏ lừ luôn. Sử dụng toàn bộ hệ thống quạt ly tâm. Nó sạch sẽ không? Và đường dây điện câu nguyên bản của nhà xuất rồi. Không có dấu hiệu là câu lằng nhằng ở trên chiếc xe. Máy êm lắm. Nhớ thay máy tinh nào em. Này phải nhớ không? Nhớ máy tinh. Cán ốc còn nguyên hết chưa mở. Sạch lắm. Cái này nó còn theo xe như thế này. Đẹp không? Xe cọp á, xe này xe cọp á chứ không phải là xe hoa lao đâu. Đinh bấm đẹp rồi, chữ Toyota là hệ thống keo chỉ rồi. Keo chỉ đi 100%. Nha cô chú anh chị. Mấy đời này thì chắc chắn là chạy qua thời gian 5 tháng người ta canh chỉnh nó pha bô là có nè. Đó là vậy. Có dấu tán cờ lê mỗi lết canh chỉnh là bình thường thôi. Không có đâm pha lỗi lầm. Đó là cho anh báo thẳng nha. Và đây nè. Anh em biết cái cảm biến túi khí nó nằm đâu không? Đây nè. Anh em thấy cọng dây màu vàng không? Đây anh em. Đó, đây là những cọng dây màu vàng nè. Dây màu vàng là cọng dây cảm biến túi khí. Nếu mà xe mà nó va chạm á, nó mà đâm vô đó thì nó nổ túi khí. Nha cô chú anh chị nha. Nổ túi khí bên tài. Vì xe này nó có một túi khí à. Đâu nói rồi em. Xe đẹp lắm. Đó, gia đình đi mẫu này thì Trần Anh nói là hết bài luôn. Hết bài luôn. 220 triệu mẫu này nha bà con ơi. Xe đẹp tuyệt vời. Anh em là mua cho anh bớt cho. Anh em mua cho anh bớt cho 10 triệu. Còn 201. Hồ sơ Trần Anh bao rút tiền nào của đó thôi. Nó có những cái xe đời 207, 206 Trần Anh là bán giá tới 190 thôi. Đây là 208 đồ chơi full kính, xe chuẩn gốc gia đình luôn. Anh em trải nghiệm phần gầm nè. Anh em gầm nè. Em này máy số rin tuyệt đối nha. Số rin nè. Số chưa làm anh em nha. Gầm bề của em báo bao đẹp. Đó đây với phần gầm không. Gầm là sánh chưng, không có dấu hiệu là mục bọt ở dưới phần gầm nha. Có nội thất option đẹp không? Quá đẹp luôn. Anh em nào quan tâm mẫu Innova hàng G 2008, xe chính chủ thì alo cho Trần Anh Auto. Liên lạc cực kỳ sạch sẽ vô cùng luôn. Tết nào mà đi mẫu này về chở bà con đi chơi, chở gia đình đi xe, đi đường dài 5-700 cây bình thường Trần Anh bao hết. Và đồng thời hồ sơ Trần Anh cũng sẽ bao rút cho anh em luôn. Anh em quý cô quý anh chị nào đang quan tâm mẫu Innova 208 chuẩn gốc gia đình thì alo cho Trần Anh Auto. Giá cả thì báo rồi. 220 anh em mua cho anh sẽ bớt 10, còn 201 hồ sơ bao rút hỗ trợ cho anh em góp 20 triệu bên Trần Anh không lãi suất, vậy thôi. Chào bà con nha.